Nhằm chia sẻ với những khó khăn của đồng bào dân tộc ở vùng cao Tây Nguyên, Quận ủy Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Dân Vận Khéo Chia Sẻ Yêu Thương tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đoàn công tác đã đem các thiết bị y tế, tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Ede, Mờ Nông tại tỉnh Đắk Nông, hỗ trợ kinh phí chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo học bổng cho các cháu học sinh vượt khó. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là gần 150 triệu đồng. Đoàn công tác đã để lại cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Nam Nung nhiều cảm xúc vì các hoạt động đó rất là thiết thực. Ngoài những cái hoạt động chăm lo thì có những cái hoạt động giao lưu văn hóa với bà con người dân tộc và cán bộ của xã Nam Nung. Xây dựng cho đội ngũ làm công tác dân vận có một cái suy nghĩ, một cái nhìn thấu đáo, từ đó thì khi mà quay trở lại công việc thực tế tại địa phương thì sẽ có những cái chia sẻ, thực hiện công việc của mình không chỉ bằng tinh thần trách nhiệm mà theo vào đó là sự tận tụy, tận tâm để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đoàn công tác cũng đã đến dân hoa dân hương tại đài tưởng niệm mặt trận 359 B3 Tây Nguyên tại xã Nông Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông nhằm tri ân những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu quên mình để giành lại độc lập tự do cho dân tộc.